Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của WinWin Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, Hải Yến xin chia sẻ những nội dung chính sau đây. Chúng ta đang hướng tới Tết âm lịch, cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Và câu chuyện đầu tiên là câu chuyện Tết. Nội dung thứ hai sẽ được trình bày, đó là câu chuyện không liên quan gì đến Tết. Thuốc độc và lá ngón. Nội dung thứ ba được chia sẻ trong chương trình hôm nay là vấn đề chính mà chúng ta thường hay đề cập đến, đó là lịch sử. Vâng, câu chuyện về hai quốc gia, Việt Nam có bao giờ có hai quốc gia hay không, và đó là thời gian nào, điều đó có ý nghĩa gì. Câu chuyện cuối cùng là dư luận và những vấn đề ngày hôm nay, ủng hộ hay không ủng hộ, và thái độ ủng hộ, cách ủng hộ như thế nào. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng Hải Yến đi đến từng nội dung. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đang tiến đến rất gần với cái Tết gọi là Tết Nguyên Đán hay Tết âm lịch, Tết cổ truyền. Có điều kiện, có thời gian thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái Tết cổ truyền này. Hôm nay vấn đề về Tết thì chúng ta đề cập ở một góc cạnh khác. Vài năm trở lại đây, có lẽ tính từ khi mà Hải Yến bắt đầu cầm máy và tìm hiểu câu chuyện chung quanh mình bằng ống kính, thì đã có một cái dư luận cứ mỗi năm lặp lại một lần. Đó chính là bỏ Tết ta để phát triển kinh tế. Vậy có thật như thế hay không? Và người đưa ra bỏ Tết ta để phát triển kinh tế thì căn cứ vào đâu? Và chúng ta thì đại đa số nhân dân Việt Nam thì nghĩ như thế nào? Vâng, thưa quý vị và các bạn, có một thực tế mà người ta thường đưa ra khi thuyết phục bỏ Tết ta, chỉ dùng Tết Tây thôi, đó chính là Nhật Bản đã bỏ cái Tết cổ truyền từ lâu rồi, khi mà họ bắt đầu cái công cuộc cách tân đất nước của họ. Và bây giờ, không phải bây giờ mà cũng cách đây lâu lâu rồi, thì họ đã là một trong những cái đất nước có thể nói là cường quốc về kinh tế. Những người đưa ra lập luận rằng bỏ cái Tết ta để dùng cái Tết Tây thì sẽ giàu có, ví dụ như Nhật Bản. Nhiều lập luận cho rằng là Nhật Bản bỏ cái Tết ta mà họ trở nên giàu có. Nhìn thấy thì như vậy, nhưng thực tế thì không hẳn là Nhật Bản giàu có vì bỏ cái Tết ta. Điều đó thì chắc chắn đấy. Bởi vì thế cho nên nếu lấy Nhật Bản làm một tấm gương để đưa ra cho cái lập luận của mình thì Hải Yến cho rằng là nó chưa thuyết phục. Và lý do sao nữa? Bởi vì có rất là nhiều nước họ có Tết ta đâu, nhưng họ chả có giàu có, không giàu có. Trên thế giới thì có rất là nhiều nước, nhưng nước giàu có thì không phải là nhiều, mà nước nghèo khó thì rất là nhiều. Thế và cả nhà, Nhật Bản tuy là không có Tết ta, nhưng họ đã có rất là nhiều các cái lễ hội đấy. Họ nhiều lễ hội lắm. Và từng có lần chúng ta cũng đưa ra một cái nội dung, đó chính là cái kích cầu. Và kích cầu chính là những cái kỳ nghỉ. Người ta là lễ, còn mình là Tết. Một trong những cái đất nước phát triển thần kỳ thì có thể kể đến nước lớn là Trung Quốc. Trung Quốc trước đây được cho là nghèo bởi họ quá đông dân, bởi họ lạc hậu. Và một cái lý luận nữa mà rất là nhiều người ưa dùng là bởi vì họ theo cái kinh tế kế hoạch. Kinh tế kế hoạch tức là một cái đặc điểm của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Mà bây giờ thì nhiều người cứ nhầm lẫn ấy, là cứ không dùng cái từ kinh tế kế hoạch đâu để chỉ bản chất của nền kinh tế đâu, mà thường là cứ dùng cái cụm từ như thế này: nền kinh tế quan liêu bao cấp. Là cái đó không đúng đâu cả nhà. Quan liêu bao cấp đấy là do mình làm nó thành ra như vậy thôi, chứ đúng của nó là kinh tế
tập trung hay là kinh tế kế hoạch. Tức là ông phải lên kế hoạch rồi mới bắt đầu ông thiết lập cái đó. Giống như người ta xây nhà ấy, người xây nhà là người ta phải thiết kế, phải quy hoạch này, phải thiết kế này, rồi mới thi công. Cho nên cái gọi là kinh tế thị trường ấy, nó còn có tên nữa là tự do. Có nghĩa là nó cứ phát triển, nó cứ phát triển. Thằng nào to, thằng nào mạnh thì thằng ấy lớn. Thằng nào bé là bị mất, gọi là che mất bóng, không có ánh nắng mặt trời, không mọc được. Thì đấy chính là đặc điểm khác nhau của hai nền kinh tế. Thì Trung Quốc, một trong những lý do họ cho rằng Trung Quốc bị nghèo khó chính là bởi vì cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của họ. Nhưng bây giờ thì các bạn có thể thấy rằng là nó đang là nước, đang là cái nước tiềm năng, không phải tiềm năng nữa mà hiện hữu khả năng tranh chấp, hay đúng hơn là ứng cử viên của ngôi vị số một thế giới về phát triển kinh tế. Và Trung Quốc là một cái nước láng giềng với Việt Nam, núi liền núi, sông liền sông, thân thì thân lắm, ấm áp môi hở răng lạnh, nhưng mà khi mà có biến thì cũng mệt mỏi vất vả lắm. Thì Trung Quốc có một cái nền văn hóa mà gọi là khá tương đồng với Việt Nam, họ cũng ăn Tết âm lịch. Thì các bạn thấy rằng là vẫn có Tết âm lịch nhưng họ có phát triển kinh tế không ạ? Thì đâu có phải là vì họ có cái Tết âm lịch mà họ nghèo, họ không phát triển kinh tế được. Một cái nước nữa, không phải xã hội chủ nghĩa, mà tôi cho rằng đó cũng là một sự phát triển thần kỳ. Nhỏ, nghèo, nghèo thật sự, đó là Campuchia. Họ có thời kỳ trở về số 0 cả nhà. Nó không phải là thời kỳ đồ đá, nhưng rất nhiều người trong số họ từng phải chịu đựng những ngày như thời nguyên thủy. Nhưng họ đã phát triển cũng rất thần kỳ. Nếu như bây giờ các bạn có dịp qua du lịch ở Campuchia, và đặc biệt là những người mà như là những cựu chiến binh chẳng hạn, là người đã đóng góp trong cái công cuộc giải phóng dân tộc Campuchia, ngày nay có dịp quay trở lại thì sẽ thấy sự phát triển của họ tột bậc, vượt bậc, thật đáng ngưỡng mộ. Họ ăn Tết ta của họ. Tức là họ cũng có những cái Tết truyền thống. Và người Campuchia thì lại không giống người Việt Nam nhé cả nhà. Họ có nhiều Tết lắm. Mà chẳng Tết thì họ cũng làm đùng đỉnh, làm đùng đỉnh ăn từ từ, nhưng họ vẫn phát triển. Như vậy thì cái Tết không phải là cái nguyên nhân gây kìm hãm sự phát triển của kinh tế. Và tôi đưa ra hai cái ví dụ ngay ở cạnh mình thôi. Một ông ở biên giới phía Bắc và một ông ở phía Tây Nam. Họ giống nhau, họ tương đồng về nền văn hóa đối với mình. Một nước rất lớn và một nước thì không lớn, không bé, nhỏ hơn Việt Nam. Một nước lớn hơn Việt Nam lớn rất nhiều và một nước thì nhỏ hơn Việt Nam, không nhỏ nhiều. Nhưng như thế để chúng ta thấy rằng bỏ Tết âm lịch không phải là mấu chốt của vấn đề phát triển kinh tế. Nội dung thứ hai của vấn đề Tết thì những người ủng hộ, hưởng ứng và vận động cho việc bỏ Tết đưa ra một cái lý luận mà nó liên quan, chả liên quan. Tức là nó liên quan đến mức chả liên quan. Nó chính trị, nó sơ đẳng, nó ấu trĩ, nó cưỡng bức, nó rất khiên cưỡng. Đó là họ nói rằng là Việt Nam mình bị lệ thuộc Trung Quốc, bị Hán Nô, bị Tàu Cộng, vân vân. Cho nên là phải theo Tàu, ăn Tết kiểu Tàu. Thưa cả nhà, cái Tết của mình và cái Tết của Trung Quốc không phải là trùng nhau đâu cả nhà. Nếu quý vị và các bạn theo dõi và nhớ thì sẽ thấy rằng một trong những nguyên nhân được đưa ra trong bài học lịch sử của chiến dịch Mậu Thân 1968 là hiệu lệnh nổ súng diễn ra không đồng nhất trên toàn chiến trường miền Nam. Trên toàn chiến trường miền Nam, bởi có sự chênh lệch về múi giờ. Lúc này Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dùng giờ Việt Nam, giờ Hà Nội và lịch của Việt Nam. Còn trong miền Nam thì chế độ Ngụy Sài Gòn
vẫn dùng theo lịch của Trung Quốc, lịch của Trung Quốc. Và trong khi ở miền Bắc thì thể hiện một cái sự độc lập của mình từ múi giờ, từ từ ngữ, thì phía trong Nam vẫn giữ nguyên như từ trước năm 1954. Có nghĩa là vẫn dùng múi giờ của Trung Quốc. Và như vậy thì các bạn thấy rằng là thời giờ, thời điểm của chúng ta với Trung Quốc là lệch nhau. Thì cái lý do mà các bạn ấy đưa ra là mình sợ tàu quá, đây là mình theo tàu, mình hán nô này nọ, thì Hải Yến cho rằng cái này nó rất khập khiễng, rất trẻ trâu. Và cũng nhân cái luận điệu rằng là mình cứ cố giữ lấy Tết ta vì Đảng Cộng sản bưng bô cho tàu mà phải đi theo tàu ăn Tết ta, thì Hải Yến cũng xin hỏi lại, thế tại sao lại bỏ Tết ta? Từ ta ở đây nó đã thể hiện là của mình rồi, để theo một cái Tết gọi là Tết Tây. Thế theo dùng Tết ta là bưng bô theo tàu, thế giờ bỏ thì lại đi theo Tây à? Cho nên mình chính trị hóa một cái vấn đề nó chả liên quan gì đến chính trị. Nó vừa khập khiễng, vừa buồn cười, vừa đầy mâu thuẫn. Và cả nhà cũng biết rồi, chính sách ngoại giao, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước Việt Nam, không theo ai, không theo ai, không theo ông này để đánh lại hay chửi bới miệt thị ông kia, cũng không cho ông nào đặt căn cứ quân sự ở trên đất của tôi để có thể chống lại ông này hay ông kia. Tự tôi thôi, có nào thì tôi làm vậy. Quan hệ với tất cả các bạn bình đẳng như nhau. Ai tốt nhiều mình chơi nhiều, ai tốt ít mình chơi ít, ai không tốt thì mình xã giao. Cho nên câu chuyện Tết là như vậy. Hãy yên tạm dừng. Trong Tết thì có vấn đề lì xì. Cái này thì mình cũng suy nghĩ lâu lắm, cũng suy nghĩ từ lâu lắm rồi. Và hôm nay thì cũng nhân tiện là rất là muốn năm nay chúng mình có một cái thay đổi trong tư duy, để hướng đến những cái mà cái ngày Tết của mình thực sự là truyền thống, thực sự là tinh hoa, thực sự là văn hóa, thực sự là tốt đẹp. Một năm khởi đầu bằng mùa xuân mà, cho nên là phải có một mùa xuân thật là đẹp. Xin kể hầu cả nhà một câu chuyện nhỏ. Cách đây vài năm thì nhân một lần về quê, quê một người bạn ăn Tết. Bạn tôi thì gia đình rất là đông người, đông anh chị em, cho nên cũng rất là đông các cháu. Và trong cái ngày Tết thì tập trung về đông lắm. Gia đình mà chúng tôi đến ấy thì là có ông bà, cho nên các cháu đến rất đông. Vì vậy có cái bao mừng tuổi. Trước đây thì ở miền Bắc gọi đơn giản là mừng tuổi thôi, nhưng cái từ lì xì từ trong Nam rồi. Bây giờ thì nghe từ ấy nó cũng hay hay, nên là đa phần chúng ta gọi là lì xì. Chỉ còn những người già thì vẫn dùng từ mừng tuổi. Không biết các bạn thế nào, tôi thì rất quan tâm hình thức, bởi vì cũng gọi là tâm huyết với cái câu dạy của các cụ: của cho không bằng cách đem cho, của biếu không bằng cách biếu. Cho nên là dù là cái mệnh giá lớn bé thế nào còn tùy thuộc, nhưng mà cái phong bì là tôi quan tâm lắm. Mình mua cái phong bì, nhất là càng về đây thì người ta càng, ngày trước thì không có đâu cả nhà. Ngày trước có khi là tôi nhớ lúc con tôi còn nhỏ là các cháu nó còn tự làm rất là đẹp, nó còn tự làm ấy. Sau này càng ngày nó càng tiện, rẻ, chứ trước cũng đắt. Sau này thì càng ngày càng tiện, là những cái phong bao người ta làm sẵn đẹp lắm. Rồi cũng có thời là người ta làm theo cái con giáp, nhưng làm theo con giáp thì nó hay, nó cũng có cái bất tiện là dùng không hết, sang năm không dùng được nữa. Mà họ làm cái phong bì rất là đẹp, và tôi chọn cái rất là đẹp. Tuy nó mắc lên một chút nhưng mà mình thích. Thế quay trở lại câu chuyện là cái Tết miền quê, thì khi về tôi mừng tuổi các cháu. Khi mừng tuổi các cháu ấy, thì một cháu thì tôi cũng không nhớ rõ, hay là đúng hơn là không biết rõ là nó bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ tính tháng thôi, tức là khoảng trên dưới mười mấy tháng, vì mẹ vẫn bế trên tay mà. Thì khi mà cháu được bà tặng cho một cái phong bì thì cháu mở ngay lập tức ra và rút cái tờ tiền ra cả nhà, rút cái tờ tiền, một tay cầm tờ tiền còn tay kia thì vứt luôn cái phong bì xuống đất. Tôi vô cùng ngạc nhiên,
cực kỳ ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ là nó bé vậy thì nó đâu đã biết cái đồng tiền là cái gì đâu. À, chắc chắn nó sẽ thích cái phong bì hơn là cái đồng tiền. Và khi mà ngày đấy già nhưng vẫn ngây thơ ấy cả nhà, tôi nghĩ là các cháu nó sẽ giữ phong bì lại nó chơi, còn tiền thì bố mẹ sẽ quản lý. Thì giống như ngày xưa mình còn bé, mình ăn kẹo xong, à, chắc chuyện này tôi kể thì những người phải cũng phải tuổi tôi mới biết được. Những cái kẹo giấy bóng xanh đỏ ngày xưa ấy, là mình bóc kẹo ăn, nhưng còn cái giấy vuốt rất phẳng phiu, kẹp vào trong vở hay trong sách, làm từng sấp, giống như gọi là sưu tầm ấy, thích lắm. Nó cũng là một cái tài sản nho nhỏ của những đứa trẻ con ngày đấy. Đấy là ăn kẹo xong giữ giấy cả nhà. Nhưng bây giờ thì không, các cháu rút ra. Và thậm chí bố mẹ còn khoe rằng là nó còn biết cái tờ nào là to hơn nữa. Và nó thích, nó thích những cái tờ tiền to hơn. Nó quý những cái người mà cho nó cái phong bao có cái tờ tiền nội dung đẹp hơn, theo quan điểm của nó. Điều này thì nếu mà không suy nghĩ gì thì chúng ta thấy cũng là những câu chuyện cười vui thôi. Tức là trẻ con bây giờ khôn thật. Nhưng nếu nghĩ sâu một chút nữa cả nhà, thì đấy cũng là một trò gọi là hối lộ đấy. Hối lộ đấy, tội tham nhũng được nuôi dạy từ bé. Và cái điều này này, cái điều đó là sâu xa thôi, nâng quan điểm thôi. Nhưng cái điều này này tác động trực tiếp. Đó là những ông bố bà mẹ rất khó khăn khi mà Tết đến xuân về, phải bỏ ra một cái khoản tiền dành cho cái việc đi mừng tuổi. Mừng tuổi ông bà, mừng tuổi bố mẹ, mừng tuổi các con, đương nhiên rồi. Nhưng mà đấy, còn những cái mừng tuổi mà đi hàng xóm, đi bạn bè thì sẽ phải mừng tuổi trẻ em. Và nó là như vậy. Nếu như ngày xưa là người ta mừng tuổi, ngày xưa có những cái đồng xu ấy cả nhà, xu mới, 2 xu rồi 5 xu rồi 1 hào, cả 5 xu giấy nữa, mới, tiền mừng tuổi mới là được. Và tiền lẻ, và tiền lẻ. Và bây giờ mừng tuổi thì nó trở thành một cái mà bố mẹ rất là quan ngại. Thế rồi nó trở thành một cái, nó mang tính kinh tế luôn cả nhà. Tức là em bé mà sau một cái Tết bắt đầu bỏ tiền mừng tuổi ra được nhiều, phấn khởi lắm. Nhưng thực ra thì bố mẹ cũng phải đi mừng tuổi người ta mà, thì cũng phải như thế. Bà ấy mà chuyển cho mình một cái phong bao 500, về mở ra là cái 500, còn mình thì chuyển cho con của bà ấy cái phong bì có 200 thôi. Họ về họ mở ra đấy, là có cái tư duy nảy sinh đấy cả nhà. Có tư duy nảy sinh giữa người lớn với người lớn, chứ không nói đến trẻ con đâu. Thành ra nó là một câu chuyện khó khăn. Và rất nhiều, nhiều người ở trong một cái độ tuổi lao động 30-40 tuổi, trên dưới 40, là mừng tuổi là cả một vấn đề đối với họ. Cho nên nhân câu chuyện chuẩn bị tới năm mới thì Hải Yến cũng mạnh dạn đưa vấn đề này ra. Và rất là mong cả nhà hưởng ứng, rằng là chúng ta cố gắng đưa cái mừng tuổi trở lại cái ban đầu thuở ngày xưa. Giá trị của nó giống như người đi buôn đi bán ấy mà cả nhà, họ gọi là mở hàng. Và gọi là mở hàng tức là để lấy một cái may mắn đầu năm, mừng tuổi ấy, lấy một cái may mắn đầu năm, chứ không nên làm như bây giờ. Cả nhà có phải thế này không nhá? Mình có một lạp loạt phong bì ở trong cái túi của các bà là để riêng thành ngăn, hoặc là tay trái, túi áo tay trái và túi áo tay phải, 2 loại phong bì khác nhau. Thế mình đi chơi cái nhà, ví dụ nhà quen của mình là cái phong bì ở bên túi áo tay phải, xong đến đấy lại có bạn của họ hay là con hàng xóm sang chơi thì có phong bì ở túi áo tay trái, vất vả lắm. Nhiều lúc lại nhầm nữa chứ, là về lại cũng phải suy nghĩ. Nên chăng chúng ta quay trở lại đúng như là các cụ ngày xưa. Ngày xưa cụ thì không có cái phong bì, mà chỉ có cái đồng 5 xu hay là cái tờ 1 hào mới tinh mới cóng đấy. Thế là mừng tuổi rút ra rồi mừng tuổi các cháu. Vậy vậy thôi, là mừng lắm, thích lắm cả nhà. Thế nhưng bây giờ mình làm như vậy, thành ra nó cái hình ảnh mà đứa bé mở cái phong bì ra không
cầm cái phong bì, không hề nhìn ngắm nó một tí nào, rút phắt tờ tiền ra và tay kia quăng luôn cái phong bì đi. Nó ấn tượng ở trong đầu Hải Yến, nó ấn tượng khá là lâu và nó sinh động lắm. Đến bây giờ kể lại cho các bạn nghe, tôi vẫn còn mường tượng thấy. Và cái mặt của đứa bé nữa, thì cả nhà làm gì không có câu chuyện mà sau này cháu nó thành quan to, quan lớn, có hai người mang phong bì đến nó sẽ cân nhắc cái ruột phong bì đối với hai chủ nhân, đúng không ạ? Vì thế Hải Yến mạnh dạn mong mọi người hưởng ứng. Chúng ta có một mệnh giá trong phong bì thôi, và hãy mừng tuổi các cháu với cái tấm lòng của mình, tình thân ái của mình. Bố mẹ cũng cố gắng giáo dục con cái trong cách thức nhận phong bì, ý nghĩa của cái phong bì mừng tuổi ngày xuân, để cháu đừng mở ra, mở phát ra hai người bác cùng đến chơi, một bác giàu thì có tờ 500, bác nghèo có khi tờ 50 chẳng hạn, nó mở phát ra thì ôi cả hai bác đều khó xử lắm, hai bác đều khó xử lắm. Rồi nó lại nghĩ thế này thế kia về bác này bác nọ, vấn đề lắm cả nhà. Cho nên mình cố gắng làm sao để dần dần cho con hiểu được rằng đó là một cái phong tục tập quán đẹp, và nó chỉ mang ý nghĩa lấy may của đầu xuân, chứ nó không phải là một cái thương mại. Dù chỉ là nói đùa thôi, nhưng tôi cũng thấy có người viết status ấy, nói rằng là mấy ngày Tết thì các cháu đi cày thật lực, đi cày, đi chúc Tết, đi mừng tuổi đấy cả nhà. Đấy là con bé, sau lớn lên rồi trên dưới 10 tuổi là nó mong cái ngày Tết để nó có thu nhập lắm cả nhà. Đấy, thì mình phải cố gắng làm sao cho trẻ con nó lành mạnh dần, và người lớn không bị khó khăn nữa. Từ từ ta trở lại như thuở ban đầu của nó. Cái mừng tuổi đúng là mừng anh thêm một tuổi mới, mừng cháu thêm một tuổi mới. Và đây là cái chúc may mắn cho một tuổi mới, một năm mới. Vâng, vấn đề mừng tuổi ngó vậy mà cũng khó lắm đấy cả nhà, rồi cũng tranh luận nhiều lắm. Hải Yến cũng mạnh dạn đưa ra, và tất cả các vấn đề tranh luận thì cũng rất là mong cả nhà văn hóa kênh của mình đang gọi, kêu gọi nhau mà, kêu gọi nhau, hỗ trợ nhau, ủng hộ nhau, hưởng ứng nhau xây dựng cái văn hóa mạng. Cho nên các bạn bình luận thì cố gắng là bình tĩnh kiềm chế, giao tiếp với kênh hay là giao tiếp giữa khán giả với nhau, thì mình cố gắng là trao đổi để làm sao mỗi lần vào kênh khi ra là mình có thêm kiến thức. Mình có thêm kiến thức chứ không phải là vào để chửi bới, xong một cái mình đi ra mình lại vào kênh khác lại chửi bới, xong lại đi ra lại vào kênh khác lại bảo tao vừa mới chửi bới, thì thật sự nó rất là vô bổ. Thưa quý vị và các bạn, trong một video ngắn của WinWin Việt Nam phát trên Facebook được rất là nhiều người đón xem với những bình luận, mà trong đấy thì Hải Yến rất là quan tâm đến nhiều ý kiến trùng nhau. Đó là tại sao không dùng lá ngón để tử hình mà lại phải dùng thuốc độc tử hình để tốn kém hơn rất nhiều và đôi khi phải chờ đợi vì không có thuốc độc, đây là một cái thứ phải nhập khẩu. Câu chuyện thuốc độc lá ngón cũng có cái lý do của nó. Sau khi tìm hiểu thì Hải Yến xin chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thuốc độc dùng để tử hình không giống với các loại thuốc độc khác. Trong tử hình thì các bạn cũng biết rằng trong xử bắn người ta còn có gọi là phát súng nhân đạo. Đó là khi mà người tử tù bị bắn đủ các cái loạt đạn rồi nhưng mà vẫn không chết vì nhiều lý do, thì người chỉ huy đội bắn sẽ dùng cái súng ngắn của mình để bắn cái viên gọi là phát đạn nhân đạo. Có nghĩa là ở đây xuất hiện từ nhân đạo. Khi mà cái tử tù kia vi phạm luật của loài người
phải chấp nhận cái chết đền tội, thì họ vẫn có một cái quyền, đó là quyền không bị tra tấn. Thì cái cách chết nó là như vậy. Thuốc độc dành cho tử tù, nó mang cái đặc điểm của cái ý nghĩa này. Nghĩa là người tử tù chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng nhất, và họ ra đi không phải là trong sự đau đớn dãy giụa về thể xác. Thì đó là cái quan điểm chung của loài người. Vì thế mà người ta phải dùng cái loại thuốc độc, chứ không phải là dùng bất cứ một cái loại độc dược nào thay thế được, không thể dùng. Và lá ngón thì các bạn biết rồi, khi mà dùng nó đủ độ độc thì nó có những cái dãy giụa vật vã thể xác. Vì lẽ đó mà người ta không sử dụng các cái độc dược thông thường cho tử hình. Trước đây chúng ta phát sinh một vấn đề chả mấy khi có ai nói đến, nhưng bỗng nhiên tự nhiên lại nói đến, thế là tranh luận. Bây giờ vỡ nhẽ rồi cho nên lại không nói nữa. Đó chính là giai đoạn từ 1954 đến 1975, Việt Nam có mấy quốc gia, và rất là nhiều người ủng hộ cái hai quốc gia đó. Sau khi bàn luận, bình luận, phân tích, dẫn chứng và đưa các cơ sở pháp lý ra, thì dường như bây giờ cái câu chuyện hai quốc gia trong giai đoạn 54-75 là tạm thống nhất với nhau rồi, nước Việt Nam là một. Và giai đoạn này căn cứ theo các tiêu chí của công ước quốc tế thì trên lãnh thổ nước Việt Nam chỉ có một nước Việt Nam, đó chính là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người ngồi ký ở Hiệp định Geneva cùng với Cộng hòa Pháp. Bây giờ lại phát sinh thêm một vấn đề, mà điều này thì như Hải Yến vừa chia sẻ với các bạn, khi vào kênh nghe hoặc đọc thì chúng ta phải lĩnh hội được một cái gì, kể cả từ những người không cùng quan điểm với chúng ta. Phải lĩnh hội được một cái gì, tiếp thu được một cái gì, thấy rằng mình đang còn thiếu cái gì để bổ sung vào. Thì đó là cái hữu ích của những thời gian lướt mạng ảo có kiến thức thật. Câu chuyện của chúng ta thì sẽ tạm dừng tại đây. Và sắp sửa ông Công ông Táo thì chắc là cả nhà cũng khá là bận. Có lẽ cái ông Công Táo sớm chút được ạ, không nhất thiết là phải đến 23. Bởi vì đến 23 thì có khi để các cụ sớm mà còn đi dạo một tí. Ở Tết bây giờ thì chủ yếu là đi chơi. Các nơi thì đi về Hà Nội, Hà Nội thì đi ra khỏi thành phố. Thì tôi nghĩ rằng như thế cũng hay lắm. Các bạn có thể đến Hà Nội và có rất là nhiều địa điểm để check in. Nó vắng vắng thì thích hơn là nó đông. Nó đông thì cuối cùng đi chơi nó không vui lắm. Ngoài ra lại còn có những cái không an toàn. Khi mà vui không an toàn ấy thì cũng có nhiều câu chuyện lắm. Cái này cũng nhiều ý kiến rồi. Tôi cũng đã đi ngắm đào quất rồi đấy cả nhà. Năm nay thấy nhiều lắm nhưng chưa đẹp. Rất nhiều nhưng chưa đẹp. Và chắc cũng như mọi năm thôi, nhiều hay ít thì rộng hết mà. Mỗi nhà đều sẽ kiếm cho mình được một cái cây, một cái cành, một cái thứ phù hợp. Bây giờ thì Hải Yến xin được chào mọi người. Chúc mọi người sắm Tết hiệu quả. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.